Trong số các loại cửa cuốn thì cửa cuốn tấm liền được nhiều người biết đến. Người ta thường lắp đặt nó cho các công trình nhà ở, kho xưởng hay kiosk. Cửa cuốn quang đo tấm liền với công nghệ sản xuất trên dây chuyền tiên tiến nhất theo tiêu chuẩn quốc tế là dòng sản phẩm cửa cuốn giá rẻ chất lượng vượt trội. Mời bạn tham khảo mẫu cửa cuốn tự động tấm liền cho nhà xưởng được đội thợ quang đo Việt Nam trực tiếp thi công. Đây là mẫu cửa cuốn tấm liền được đánh giá cao nhờ giá thành rẻ, thích hợp với đại đa số các kết cấu nhà xưởng vừa và nhỏ. Nhờ giá thành rẻ hơn các loại cửa cuốn thông thường khác, loại cửa này được đa số các chủ nhà xưởng lựa chọn để lắp đặt. Được làm từ nan cửa chất liệu tôn mạ màu có giá chỉ từ 570.000 đến 820.000 đồng một mét vuông là đã có thể sử dụng được cửa này. Có nhiều màu sắc cho bạn lựa chọn như màu xanh ngọc, vàng kem hay cà phê. Cửa có sơn tĩnh điện nên độ bền rất cao. Cửa cuốn quang đo tấm liền kết cấu liền tấm giúp triệt tiêu tới 90% tiếng ồn do khi đóng mở cửa. So với các dòng cửa cuốn tự động khác, thì giá cửa cuốn tấm liền dùng động cơ mô tô để đóng mở cửa tự động thường thấp hơn so với nhiều các dòng sản phẩm cửa cuốn điện khác. Tùy vào nhu cầu sử dụng và đặc thù nhà xưởng, bạn có thể lựa chọn loại cửa cuốn phù hợp nhất để vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm chi phí. Với những nhà xưởng có bộ cửa cao và rộng, thì việc sử dụng cửa cuốn tự động đem đến sự thuận tiện cao cho người dùng nhờ vào bộ điều khiển từ xa có sự liên kết với mô tô cửa. Theo đó, bạn sẽ không tốn quá nhiều công sức để đóng mở cửa cuốn khi có nhu cầu. Với những cửa có diện tích lớn hơn 6m2, là bạn có thể sử dụng mô tô cửa cuốn Đài Loan từ 300kg đến 500kg, với chi phí giá thành hợp lý nhưng nổi trội về chất lượng. Quang Đo Việt Nam là một trong số những nhà cung cấp cửa cuốn uy tín. Chúng tôi cam kết chỉ cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng với các đặc điểm, tính năng vượt trội, đảm bảo xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn nhà cung cấp. Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên kỹ thuật xuất sắc, Quang Đo Việt Nam tư vấn dựa trên mô hình kiến trúc cũng như nhu cầu sử dụng của khách hàng, đảm bảo đưa tới khách hàng loại cửa ưu việt nhất, kỹ thuật lắp đặt cửa cuốn chính xác tuyệt đối giữa các lá nhôm và mô tô cửa cuốn. Quý khách hàng có nhu cầu thi công lắp đặt cửa cuốn tự động, hãy liên hệ ngay với Quang Đo Việt Nam qua số hotline 0931 911 368 để nhận được sự tư vấn khách quan, chuyên nghiệp nhất. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ nhận được các tiêu chí sau khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh để được theo dõi nhiều video hữu ích về cửa cuốn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!